Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách tạo vật liệu thùng đục lỗ trong Render Revit. Nội dung bao gồm sẽ là giới thiệu các bạn về thông số cutout, một loại thông số giúp các bạn tạo ra những cái loại vật liệu thùng như là thép, nhà lưới. Sau đấy thì mình sẽ giúp các bạn tạo ra một mảng vật liệu lưới thép lỗ. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn thấy là hiện nay cái thiết kế kiến trúc chúng ta có sử dụng các loại vật liệu đục lỗ rất là nhiều, từ thiết kế mặt ngoài như bạn thấy này. Đấy, chúng ta có những cái loại thép lưới đục lỗ rất là đặc biệt, hay là các bạn có thể ứng dụng cho nó như thế này đấy. Hoặc trong thiết kế nội thất thì các bạn cũng không lạ gì những cái tấm lưới thép màu đen mà các bạn thường thấy trong thiết kế phong cách hiện đại hoặc trong các quán cà phê shop. Thì trong Revit để render ra để tạo ra được những cái đối tượng có những cái hiệu ứng tính chất như thế này làm nào, thì có rất nhiều bạn nói là dựng thủ công những cái tấm lưới như này. Thậm chí có những bạn dựng luôn cả tấm lưới này. Và mình nói là các bạn hoàn toàn thể dựng được thôi, nhưng có nên dựng hay không? Và nó nếu nó làm các bạn làm việc rất vất vả, các bạn ngồi đục từng cái lỗ trong Revit, thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian. Chưa kể là khi bạn sử dụng những cái đối tượng như là nhiều bạn dựng bằng custom wool, thì để dựng cái này thì rất là nặng, cực kỳ nặng. Do vậy thì mình khuyên các bạn là đối với những trường hợp này thì các bạn không nên dựng, mà chúng ta sẽ sử dụng map render có cái tính chất đục lỗ, được chưa ạ? Ở đây thì mình quay trở lại với file Revit, thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái đối tượng tên là thực hành lưới. Các bạn có thể thấy nó trong cái mục component mình đặt sẵn đây, nó tên là thực hành lưới, và các bạn có thể đặt sẵn vào trong cái không gian chúng ta để sau đấy chúng ta sẽ render, được chưa ạ? Đây mình đã đặt sẵn trong cái bếp một cái tấm như này, coi như là nó sẽ giống như cái này các bạn nhé. Sẽ giống như này. Rồi ạ, sau khi các bạn có cái đối tượng này rồi thì các bạn cần cho mình đó là cái map để các bạn đục lỗ. Và các bạn sẽ phải, một là các bạn có thể lên Google. Các bạn lên Google này, các bạn đánh là map texture. Nó là tên như này các bạn nhé, từ khóa là mesh. Còn map texture này là cái để chúng ta search cái map thôi. Các bạn enter. Các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều các loại map mesh khác nhau. Đấy. Nó được có cái đặc điểm chung đó là nó là những cái map đen trắng, và phần trắng tương ứng với phần lỗ. Các bạn lưu cho mình phần trắng tương ứng với phần lỗ, phần đen tương ứng với phần giữ lại. Các bạn tìm cho mình. Bản thân khi các bạn trong thư viện của Revit ấy thì nó cũng có thôi, các bạn sẽ cũng có, các cũng có thể lấy được. Ở đây nếu các bạn nào muốn thì các bạn phải tự download trên mạng hoặc là tự tạo cho mình những cái map với những hình dạng đặc biệt. Nếu các bạn thích đặc biệt như nào thì các bạn tự thiết lập, được chưa? Sau khi các bạn có cái map đấy rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại Revit, mình sẽ đặt vật liệu cho nó nhé. Mình sẽ chọn cái đối tượng này, mình vào edit type thì nó có cái bảng vật liệu đây. Đầu tiên là frame thì mình có thể chọn cho nó vật liệu thép đen chẳng hạn. Mình đặt cho nó một cái là steel, mình để tìm nào. Thép đen có không? Metal steel đây, mình có thể chọn cái này chẳng hạn. Ví dụ thế. Còn cái quan trọng là cái tấm bên trong thì mình sẽ tạo cho bạn một cái vật liệu mới. Mình vào đây. Mình create new material. Mình sẽ đặt tên cho nó là thép đục lỗ chẳng hạn. Được chưa? Sau đấy thì cái quan trọng nhất chúng ta vào aprons. Thì các bạn bắt đầu này. Các bạn chọn cho mình đó là cái đục lỗ của bạn là vật cái thép của bạn là màu gì. Giả sử thép mình màu đen thì mình chọn nó màu đen đây, được chưa? Các bạn có muốn nó bóng hay không thì các bạn có thể chọn metallic đây, chọn nó bóng lên hoặc tăng cái độ glossiness này lên nó bóng hơn. Nếu có thể là thép cái thép của bạn là thép bóng. Nếu các bạn sau khi đến rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cái map cutout. Đây là chính là cái map đục lỗ các bạn nhé, mình kích vào đây thì ngay lập tức nó đòi hỏi các bạn load cái map vào. Ở đây thì mình cũng chuẩn bị sẵn map cho các bạn rồi. Các bạn vào mục map sẽ thấy. Đấy. Đây cái map chúng ta đây. Đấy. Các bạn thấy chưa? Ở đây mình quên mất với các bạn. Cắt out chúng ta là màu đen thì cắt đi và màu trắng sẽ giữ lại các bạn nhé. Được chưa? Mình load nó vào thì giả sử mình muốn làm cái thép này chẳng hạn. Rồi, các bạn có thể nhìn đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Nó đã đục lỗ rồi nhá. Và
bạn thấy chưa? Đấy, dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc chúng ta ngồi dựng từng cái lỗ thép đúng không bạn? Ok rồi ạ, ok này. Ok, bây giờ mình thử render bạn xem nhé. Mình thử render bạn xem. Mình kích vào render. Ở đây mình sẽ chọn chất lượng bình thường thôi, chỉ là medium, không cần quá cao. Ok, render nào. Các bạn chờ trong giây lát nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, 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 chúng ta đã có tấm lưới rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Chứ không phải ngồi dựng làm gì cho vất vả phải không? Ở đây thì các bạn thấy tấm lưới hơi to. Thì việc chúng ta chỉ là thiết lập cái thông số kích thước bức ảnh thôi. Các bạn chỉ việc đó là vào mình vào Material Apron, mình điều chỉnh cho nó cái map này nó bé lại. Các bạn kích vào đây, điều chỉnh này, giả sử đây là 300, hơi to thì các bạn có thể cho nó 300 nhỉ. Ok, chọn done, apply. Rồi, chúng ta render lại thì bạn sẽ thấy nó nhỏ hơn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là dễ dàng, đúng không? Cực kỳ dễ dàng, cực kỳ dễ dàng. Đấy. Thì các bạn với cái mẹo này các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những cái vật liệu đục lỗ các bạn nhé. Từ hàng rào cho đến mặt đứng cho đến đồ nội thất các bạn đều có thể làm được. Và đây thì mình sẽ cho các bạn xem một cái sản phẩm render của mình cũng ứng dụng. Đây là một cái văn phòng mình thiết kế theo phong cách nội thất công nghiệp. Thì trên này nó có các tấm lưới. Đấy, thì bạn thấy không? Rất là dễ dàng đúng không các bạn? Đấy. Ok. Các bạn nhớ nhé, map cut out. Với lưu ý rằng cái map đấy là map đen trắng. Phần trắng là phần giữ lại, còn phần đen là phần đục đi. Như vậy thì trong bài học ngày hôm nay các bạn đã được giới thiệu về thông số cut out và giúp các bạn tạo ra các mảng vật liệu lưới thép đục lỗ. Xin lỗi các bạn, với những cái lực đối tượng đục lỗ thì nên dùng map nhé, đừng có dựng nó làm gì, rất vất vả. Map là đơn giản, dễ chịu hơn rất là nhiều lần các bạn nhé. Cố gắng thực hành và thực hành hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.